Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu, 27 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin liệu Bắc Kinh có tha cho Hà Nội hay không. Với những dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam dường như đang trở nên nồng ấm, trong khi mối thâm tình với Bắc Kinh có vẻ nhạt nhòa và đi xuống kể từ khi sự kiện bãi Tư Chính vào hồi năm ngoái cho đến sự kiện đại dịch cúm viêm phổi Vũ Hán đã ảnh hưởng lên phần lớn thế giới, nay vẫn chưa chấm dứt. Vẫn là câu hỏi rất cũ rằng liệu Việt Nam có thoát khỏi ảnh hưởng của Bắc Kinh hay không, được tác giả Đỗ Hoài Phương Minh phân tích qua bài viết đăng trên đài Á Châu Tự Do với nội dung được chia sẻ như sau. Sự đồng ấm giữa Việt và Mỹ. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien vừa có chuyến thăm Hà Nội từ ngày 20 đến 22 tháng 11 năm 2020. Và đây là hình ảnh Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien trong buổi gặp gỡ sinh viên Học viện Ngoại giao vào ngày 22 tháng 11 năm 2020. Theo thông báo của phía chính phủ Việt Nam, thì chuyến viếng thăm này để kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và đề cao những nỗ lực chung của cả hai nước trong việc thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trong chuyến thăm này, Cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ O'Brien đã gặp Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Ngô Xuân Lịch và ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Đại tướng Tô Lâm. Trong các cuộc gặp này, ông O'Brien cũng đã tái khẳng định với sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập, góp phần vào an ninh quốc tế, thượng tôn pháp luật. Quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam nhân kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ hai cựu thù đã ghi nhận một số tín hiệu tích cực. Và quan hệ song phương ngày càng nồng ấm khi Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam chỉ sau Trung Quốc. Ngay cả trong cuộc khủng hoảng đại dịch viêm phổi Vũ Hán trong nửa đầu năm 2020, thương mại song phương đã tăng 26 tỷ đô la. Cách đây chưa đầy một tháng, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng đã ghé thăm Hà Nội trong một chuyến đi không có trước trong lịch trình của mình. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đón tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo. Các chuyến viếng thăm liên tiếp của các quan chức cấp cao trong chính phủ Hoa Kỳ cho thấy sự quan tâm của chính phủ Mỹ đối với Việt Nam. Các chuyến thăm này cùng với việc cựu Thứ trưởng Ngoại giao Antony Blinken được bố trí là Ngoại trưởng trong chính quyền mới của ông Biden đã gửi một tín hiệu rõ ràng tới Trung Quốc và ASEAN rằng Mỹ sẽ tiếp tục giữ cam kết đối với khu vực và với Việt Nam. Và điều này khiến Việt Nam vui mừng vì được coi là đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở Đông Nam Á. Washington cũng đang tận dụng mọi cơ hội có thể để giành lấy sự ủng hộ của Hà Nội và cải thiện vị thế quốc tế của Mỹ. Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Blinken trước đây từng nói về Việt Nam như sau. Sự chuyển đổi của Việt Nam giống như của rất nhiều nước khác được hỗ trợ và thậm chí được thúc đẩy nhờ trật tự quốc tế dựa trên quy tắc dành riêng cho sự tiến bộ của mỗi nước. Ông Blinken từng là chuyên gia hoạch định chính sách quan trọng trong chiến lược tái cân bằng châu Á của chính quyền Obama khi đó. Lý do chính để Washington hòa giải với Việt Nam là vì Hà Nội là nước phản đối mạnh nhất trong ASEAN trước sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Trong cuộc trò chuyện với Walt Russell Medat tại Viện Nghiên cứu Houston vào ngày 9 tháng 7 năm 2020, quan chức ngoại giao trên cho rằng ngày càng có nhiều sự đồng thuận giữa các bên rằng Trung Quốc đặt ra một loạt thách thức mới và hiện không bền vững. Đây là hình ảnh ông Antony Blinken, cựu Thứ trưởng Ngoại giao thời Tổng thống Obama, người được ông Biden chọn làm Ngoại trưởng tới đây. Các nhà nghiên cứu dự báo rằng chính quyền của Biden sẽ coi trọng tâm quan trọng của chủ nghĩa đa phương. Điều này trái ngược hẳn với thái độ của chính quyền Donald Trump dành cho các liên minh trước đó. Ông Biden sẽ tăng cường hỗ trợ cho các nhóm bộ tứ và bộ tứ mở rộng, tăng cường các tập trận quân sự không chỉ với Úc, Ấn Độ và Nhật Bản mà gồm cả những nước khác như Việt Nam. Trong bài bình luận của Rat Grossman, chuyên gia phân tích quốc phòng cấp cao đã nói như sau. Việt Nam sẽ là sự bổ sung tuyệt vời của nhóm bộ tứ mở rộng nhằm vào Trung Quốc. Và việc mở rộng sự tham gia của nhóm bộ tứ bao gồm một nước Đông Nam Á sẽ làm suy yếu nhận định của Bắc Kinh rằng bộ tứ chỉ là một nhóm các cường quốc khu vực đang cố gắng kiềm chế sức mạnh của Trung Quốc. Với tư cách là các cường quốc biển ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, các nước như Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ trong nhóm bộ tứ sẽ chia sẻ lợi ích và trách nhiệm trong việc duy trì an ninh hàng hải thông qua việc
giải quyết những thách thức phức tạp này. Ý tưởng về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở chắc chắn bao gồm hợp tác an ninh biển. Trong vài năm qua, hợp tác trong quan hệ an ninh và quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh biển, ngày càng phát triển hết sức mạnh mẽ. Điều này được thể hiện trong các chuyến thăm mang tính lịch sử của các tàu sân bay Mỹ như USS Carl Vinson đến Đà Nẵng vào hồi tháng 3 năm 2018 và tàu USS Theodore Roosevelt vào hồi tháng 3 năm 2020. Đây là hình ảnh tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đã đến và neo đậu trong vùng vịnh Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Việt Nam kéo dài 5 ngày từ ngày 5 tháng 3 năm 2018. Các tàu sân bay của Mỹ thường xuyên qua lại Biển Đông và thường xuyên bị các tàu hải quân Trung Quốc theo sát. Việt Nam và Trung Quốc có lịch sử ngoại giao sâu sắc dù nhiều khi không suôn sẻ. Năm 2020 đánh dấu kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao chính thức giữa hai nước. Việt Nam cũng là một thành viên của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP gồm 15 thành viên vừa được ký kết vào ngày 15 tháng 11, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng lại không có Mỹ. Và Việt Nam ở đâu trong căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc? Trong bài phát biểu tại Học viện Ngoại giao, ông O'Brien có nhắc như sau: Hoa Kỳ trân trọng quan hệ đối tác với Việt Nam và sự phối hợp chặt chẽ của Việt Nam trong các vấn đề chiến lược cùng quan tâm, bao gồm duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông và khu vực Mekong. Chúng tôi cũng trân trọng sự hợp tác chặt chẽ của Việt Nam trong việc thực thi các nghị quyết liên quan đến Bắc Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chúng tôi cũng chia sẻ cam kết sâu sắc với một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương dựa trên các quy tắc tôn trọng, công bằng và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế như chủ quyền và tự do hàng hải. Và khu vực này không có hứng thú quay trở lại một thời kỳ đế quốc khi mà chân lý thuộc về kẻ mạnh. Đó chính là lý do vì sao Hoa Kỳ có một lập trường vững chắc phản đối sự cưỡng ép bắt nạt của Trung Quốc tại Biển Đông và có mối đe dọa an ninh trong khu vực Mekong. Đây là hình ảnh tàu sân bay USS Ronald Reagan và đằng xa là tàu USS Nimitz trong một kỳ tập trận ở Biển Đông được ghi nhận vào ngày 6 tháng 7 năm 2020. Từ Biển Đông đến lưu vực Mekong, những nguồn tài nguyên phong phú, dồi dào của đất nước của các bạn thuộc về con cháu của các bạn. Quyền thừa hưởng của những nguồn tài nguyên này không thể bị cướp mất chỉ đơn giản vì một nước láng giềng lớn hơn và thèm muốn những gì thuộc về các bạn. Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến một nước Việt Nam mạnh mẽ và thịnh vượng, đóng vai trò trung tâm của một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chúng tôi rất mong chờ sẽ đạt được những thành tựu tuyệt vời cùng các bạn trong tương lai. Đây là một điều đặc biệt bởi vì Việt Nam cũng là quốc gia có thể chế tương tự như Trung Quốc với duy nhất một đảng Cộng sản nắm quyền cai trị đất nước. Trước đó không lâu vào ngày 30 tháng 10, trong buổi thảo luận trực tuyến về Trung Quốc của Viện Hoover, David Stever, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Đông Nam Á, Thái Bình Dương đã chỉ trích như sau: Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày nay có quan điểm thù địch đối với các nước láng giềng. Mục đích của Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải vì sự ổn định hoặc tôn trọng chủ quyền của các quốc gia tôn trọng pháp luật. Bloomberg cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien đã nói với các nhà lãnh đạo Việt Nam rằng họ phải hạn chế việc chuyển hướng bất hợp pháp hàng xuất khẩu của Trung Quốc và mua thêm hàng hóa của Mỹ như khí đốt tự nhiên, hóa lỏng cũng như thiết bị quân sự để tránh hàng rào thuế quan của Mỹ. Trợ lý Tổng thống Donald Trump cũng cảnh báo rằng thâm hụt thương mại giữa Việt Nam với Mỹ phải được giảm bớt đi. Và các nhà sản xuất Trung Quốc và nước ngoài vốn đã chuyển một số lượng hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam để tránh bị trừng phạt trong sự căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Đây là hình ảnh cho thấy máy bay ném bom H-6G của Trung Quốc dường như hạ cánh phi pháp trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa vào hồi tháng 8 năm 2020, nơi mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Vào năm 2019, Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết sẽ truy quét những hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc được nhà sản xuất gắn mác sản xuất tại Việt Nam một cách bất hợp pháp để tìm cách né tránh thuế quan của Tổng thống Donald Trump với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và Mỹ. Việt Nam, quốc gia vốn được coi là một trong những nước hưởng lợi lớn nhất từ cuộc chiến thương mại kéo dài nhiều năm giữa Trung Quốc và Mỹ, đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm con đường tăng trưởng nội tại. Trung tâm sản xuất Đông Nam Á này phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc trong việc nhập khẩu nguyên liệu và thiết bị cho hoạt động sản xuất và sử dụng lao động nguyên liệu chuyên sâu. Trong khi đó, Mỹ lại là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Và Việt Nam đang tìm cách nhập khẩu nhiều hàng hóa Mỹ hơn để nhằm giúp thu hẹp khoảng cách thương mại
sau những đe dọa về thuế quan của Mỹ. Và tình hình thế giới cũng đang mở ra những cơ hội cho Việt Nam nhưng cũng chứa đựng đầy thách thức. Việt Nam không nên bỏ lỡ dịp quan trọng này để có thể thoát ly khỏi các ảnh hưởng sâu rộng từ Trung Quốc từ trước đến nay. Và những vấn đề gắn liền với sự tồn tại và phát triển của Việt Nam bao gồm về vấn đề Mekong và Biển Đông, nếu không có sự tham gia của Mỹ thì khó mà có thể thực hiện được. Vì thế, đây cũng là những thời khắc mà Việt Nam cần phải có những lựa chọn đúng đắn cho tương lai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Sáu ngày 27 tháng 11 năm 2020 với bản tin Liệu Bắc Kinh có tha cho Hà Nội hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.